câu nhá. Ủa? Đã câu rồi à? Đã 7 giờ đâu? À 7 giờ rồi. Anh em đã chuẩn bị xong hết rồi. Ờ, anh em cứ câu trước đi. Cứ nhận nhà mà có vụ ở đấy anh em nắm ném tay cả. Ném thế thì cá nó chạy hết. Chạy hết sang bên này. Anh em cứ nhận nhà. Chưa cần phao cần chì nhưng mà tôi sẽ đánh được cần chưa. Lên 7 đầu tiên nhá. 7 7. Câu câu không cần lưỡi luôn. Đấy. Chưa có lưỡi luôn. Được rồi, anh em cứ nhận nhau một câu. Hôm nay tôi sẽ dùng trục hai chấm nhé, theo một chấm. Làm sẵn một sao bích. Nước có sâu không em nhỉ? Mất 7 à? 7 mấy phao. Nặng chút. Bây giờ mới cất phao. Đấy, hôm nay thì khai trương hồ này là hồ Hải Đăng. Hồ Hải Đăng ở bên Đông Anh. Kim Trung, Kim Lỗ, Đông Anh. Con đầu tiên đấy, con đầu tiên đấy. 5 lít đấy. Phi à? Coi phi không? Anh em lên con cá đầu tiên nhá. 06. Đội của anh. Vừa pha mồi cho đấy. Vừa pha mồi rô cho xong, đã rô luôn à? Tâm lý trong mình nên anh cứ từ từ cho anh em bắt trước đi. Thì có vội đâu, còn chưa cần phao. Anh em cứ nhận nhé. Anh được 5 lít rồi nên anh chả vội nữa. Đúng rồi, không vội. Nó còn cá đầu tiên rồi. Này cá khỏe lắm nhỉ, nên cứ phải dây bảo hiểm nó chắc. Em ơi, ra vật, chú Bảnh. Sao cứ chạy sang bên này nhỉ? Khỏe thế. Thôi. Luyện cá em ạ. Cá khỏe quá. Hay quá Huyền ơi. Thả hẳn ra em. Thả hẳn ra. Cho nó chắc. Bong 3-4 con này. Khá khỏe quá, ăn mồm đàng hoàng. Cứ bình tĩnh Huyền ạ. Nhờ canh bên cạnh anh vớt cá cho. Lại bong. Này quá Huyền ơi, con thứ mấy rồi Huyền ơi? Con thứ 3 rồi à? Anh bòng mấy đứt mấy con rồi. Này mình đi câu bước chân trái sao? Bòng đứt 5 con rồi.
thì hồ tổng hợp, nhưng mà tôi sẽ đánh Zuki trước anh em ạ. Tôi sẽ pha dung này, dung mới em nhé, này dung mới này, tôi sẽ đánh nha. Dung phí số 1, hay lắm. Để thêm cái trứng sữa vương em nhé, trứng sữa vương 1. Cái này hồ hôm nay cây trường này tôi sẽ đánh đậm một chút. Hôm nay trời mát hơn chút, tôi sẽ đánh cái hương quất tử em nhé. Tôi sẽ dùng nửa gói đông lạnh em nhé. Đây là cái bóp đều cho nó nhuyễn này nhé. Tôi sẽ cho thêm 1/2 gói củ rô thiên minh em. Ở đây, ông Huyền anh pha màu luôn chẳng? Dạ. Sẽ dùng thêm cái 1/5 đậm nhạt thiên minh. Có khi chị đánh hơn em. Ok. Rắc nó tơ nhẹ lên cho nó mồi nó mềm nhé. Em pha màu xảo anh kìa. Này đánh dù đánh hồi vê thôi. Nước khá là sâu rồi, còn đánh hồi vút. Dùng pha mồi xả, tôi sẽ dùng cái phi xả Savic anh em nhé. Đây cho khoảng 2 nắp. Nước quất tử đây. Cho thêm 1 nắp quất tử anh em nhé. Cái này dùng cho 1 cân cám anh em nhé. Cái này thì pha cho cả tô Huyền Cầm. Anh sẽ pha đậm đặc hơn chút. Cho thêm ít 1 nắp trứng sữa vương anh em ạ. Em cho nửa cái nhiều nước quá. Tôi sẽ dùng 1/2 gói ủ rô thiên minh còn lại nhé. Và sẽ dùng khoảng 800g cám anh em. Đấy, anh em dùng cám thứ nhất là cho nó tiết kiệm và nó kết hợp với cái ủ rô thì nó cũng khá là ok anh ạ. Cái này là anh em cho nó ngấm hẳn nhá, cho nó nở cám này. Đấy, đào đều đi. Sao không kết là để tơi mồi. Ừ, nhưng mà em đừng bóp nhá. Cái pha mồi xả rất quan trọng. Cái đào đều đi. Cái đào. Nó hút đủ nước thì nó sẽ rất là tơi. Cái mồi xả rất quan trọng em nhé. Cái mồi xả để cho nó dụ con cá rô vào. Nên rất là tơi xốp này. Đấy, khi xuống nước nó sẽ tỏa ra, nó thu hút con rô vào và giữ được ổ. Ngoài ra nên có cái trong gói ủ rô nó có những cái hạt này, nó sẽ nổi lên và nó sẽ thu hút con cá vào. Em cho ít gạo này. Sẽ dùng cái gạo ủ khoai tím này em nhé, để lưu đáy cũng như là giữ ổ tốt. Cho thêm chút nữa. Cái này nó hơn cân cám thôi. Mình cho khoảng tầm 1/4-1/5 cái gạo. Anh em có thể dùng cái sữa mẫu trư hoặc là nhũ sữa nhé. Em rắc đều lên trên. Cái lượng dùng mẫu trư với cả nhũ sữa này nó có khác nhau không? Nó cũng tương tự nhau. Nhưng mà cái sữa mẫu trư thì nó đậm đặc hơn. Nên anh em có thể dùng ít hơn. Thì có tỷ lệ thì rồi cũng làm cho anh em tham khảo. Ok, triển khai đây nhé. Sắp đến giờ rồi. Còn 10 phút nữa thôi. Mùi xả anh em cũng cho rắc một lớp và cái tôm nhà thông minh lên trên nhé. Con rô phí nó rất là thích ăn. Tôm nó có những cái chất kích thích cá rất là tốt, cũng như là nó ăn vào nó tăng cái khả năng miễn dịch cũng như là cái vẩy cá nó cũng có cứng hơn.
nó quanh quẩn. Mày bưởi. Này là ngày gì nhỉ? Mà mồm đang hoàng thì ăn cho nó cái nấc. Thôi bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Sức bình tĩnh. Hay quá. Hay quá Huyền ơi. Mình thì toàn bị bong. Chép cũng đẻ à? À đây. Anh mấy con nó mồm nhưng mà không hiểu sao nó bong này ngày mình đen thế nào. Dòng dòng chạy chạy. Thả dây. Ông là thầy rồi, thầy. Thầy đang móm. Thầy vứt đến 5 6 con này. Đứt rồi à? Đứt thẻo à? Không không có ai hỗ trợ à? Chưa ra cái là mem nó đứt luôn. Ra là không vớt cái hộ. Mấy giờ chơi cũng kịp à? Bị đứt thẻo hay bong em? Cái đánh đầu to và cá nó ăn rồi, cái đánh đầu to vào. Của em nó lôi bốt ra bên này. Đấy, thế mà không chết. Anh cứ bảo của anh nó bập lại. Cứ hỏi nhìn sao anh ra của mình. Nó cứ bập thật, hôm nay bong bong đến 5-6 con này, không hiểu sao đấy. Bước đi chân trái ra rồi. Mày điên rồi lắm rồi đấy. Mà mồm chưa? Mồm thì chắc. Đừng có bọc nhá. Con thứ 7 đấy. Úi giời mày quá. Chống mồm rồi. Bọc con thứ 7 mới bắt được nhá. Mồm luôn. Tút vào mồm. Rồi, ôi giời. Chúng móm này anh ạ. Bỏng 7 đang còn. Mày đi câu làm sao ấy. Cả phí nữa nào. Cá ăn chứ không giật đúng không? Rô phi à? Đây lên sang lấy mồi anh này. Em ơi. Sang làm một nắm mồi anh này. Anh pha nhiều mà. Lửa vào mồm, đấy vào mồm dễ câu thật đấy. Hai con này nhỉ, bị cá ăn thùng phục phục phục, dáng đen, giờ đỡ đen hơn này nhỉ. Hai chú. Anh quanh có việc. Hay lắm Huyền ơi, cố lên. Phá xả đi nhá.
Má xả đi em nhá. Sang sang lấy mồi của anh này em ơi. Đây đây em ơi. Này dù nó ăn anh em mình đánh chép anh chậm. Đây em ơi. Em pha thêm xả rô đi. À. Mới được có con thôi. Mà cả ổ cuốn quá mà đánh hôm nay đen nào bong 6-7 con. Đen nhiều. Không qua mồm chứ anh bắt hai con là mồm hết đi. Bong. F79 cũ ấy. Nó tí nữa nó mới ăn. Ừ. Chưa cái, ăn cái đát này em hôm qua hôm xưa đánh cái 87 nó khoảng 10 giờ nó ăn mà. À đấy. Ừ, nó càng nắng to nó ăn được một. À. Cung đàn này mà. Nó thả. À. Xe cá đánh chép à. Nó rô nó vào ấy. Cái này chuyển đi đánh rô rồi. Chết. Càng nắng to. Ừ. Chí. Em ơi. Ừ, mồm chưa? Nào em ơi, vật tôi phanh cái. À. Kéo không tám. Tám rồi dạ. Ui. Không, này, giữ cần là nó bẩy vào. Quá khỏe thật. À, to thế mà nó. Rồi anh cảm ơn nhá. Rồi à, thank you em. Có hai người đây mà mồm. Thả dây đi em ơi. Ở kia này đến chưa phê. Đánh mồi sa vích. Này dùng cái sa vích có vẻ nó hợp với cá Việt Nam. Mồi mới đấy ạ. Ừ, mồi sa vích. Có kết hợp cả đông lạnh cả hương liệu. Nhưng chiếu cái hương. Bán như gói bình thường này. Ừ, nhưng anh đang test thử đây. Mấy lạng này? Đó là một hai lạng. Nó kết hợp một của nó kết hợp của nó kết hợp của khá lắm tôm kia. Thực ra thì đông lạnh nào cũng được mà. Nhưng quan trọng là cái hương liệu ở hương liệu đánh cam mới. Ta hẳn em hoặc là dựng lại lên. Rô đi chứ. Em cứ thoải mái. Đấy dùng xả phi xả vích. Nó lại ăn tiếp này. Lên nhiều. Nhiều à? Úi giời ơi. Tèo tèo tèo. Đông không hay đông không? Lên nhiều không? Hô à? Hôm nay đẹp rồi mà, đẹp hơn con. Rồi. Nó như hôm nọ, lên nhiều xong thì gió, hôm nay lên cầu đánh được. Ok nhá. Pha tiếp một xả anh em nhé. Đánh mãi qua ngồi mãi đánh cung hầu. Sẽ dùng cái phi xả này xả tiếp. Cá nó cuốn quá anh ạ. Cho thấy mít trứng sữa vương này. Loại này nó mới thơm với tay anh. Thơm, cá mới, cá mới, cá mới đánh thơm. Ừ, xem đánh được anh em chia sẻ. Phải cám tí cho nó
tiết kiệm. Huyền ơi, sang đây xả Huyền ơi. Huyền ơi, còn xả không? Xả đi. Chép mới có phải rô mới nhỉ? Rô mới. Rô mới nó cũng có cái thói quen riêng. Rô cũ cũng có thói quen riêng. Rô mới thì thường nó thích ăn vị thơm rồi. Thơm tanh. Ờ, thơm tanh. Ở trên kia có lên nhiều không em? Ở trên đầu bên kia kìa. Em đã lên đấy đâu. À. Lên nhất nhiều nhất đối diện anh. Cái khoang đấy là bờ đấy. Lúc đầu tiên anh đánh mất gần tiếng đồng hồ nó ăn. Lúc đấy đánh ra ngoài. Không, đoạn này bờ đẹp này. Đoạn chỗ anh bên này đẹp. Ừ. Cái anh nhìn đánh cân dài đẹp. Ừ. Đẹp mà chiếu ăn được. Vì chỗ này là nó nhẹ. À, đấy chưa à? Chưa, nó lại. Ừ, các bạn lần đầu tiên đánh hồ này không biết, lại bốc thăm. Sáng bốc thăm. Đoạn này với đoạn bên mồm chắc luôn. À. Ui, tẩy tay. Ui, cá khỏe thế. Đúng rồi, vẫn gì đấy. Ây da. Ơi. Tẩy tay. Cá khỏe thật. Ui, gì sao mà khỏe thế. Úi dồi ôi, khỏe thật đấy. À. Rồi, ok. Cảm ơn. À, 4 con. Được con đầu. 5 lít. Con số to, chưa? Sao mỏi quá? Mỏi quá bằng Khánh nó câu cho. Nhưng mà câu rô này phải có người hỗ trợ không nhỉ? Căng lắm. Đánh gần mới ăn. Đánh vào nông. Đánh xa nó không ăn. Ừ. Nhẹ lắm. Cầu này nhắc lắm. Biết thì ta ăn không? Nó ăn có chưa đến vậy. Ui, em bị cần đối đầu. Ừ. Con này lại có cần. Con này có ngang người. Ui giời. Thì kinh thế. Khỏe thật chứ, cả dù đi.
Một cạo mồm ấy chứ. Ôi ơi. Rồi, cảm ơn em nhé. Cảm ơn anh em. Khỏi nhất trí. Đã to thật. Đang nắng đang đánh nhạc rồi. Ừ. Đang cuốn đổ quá. Chắc của anh nó cuốn chắc. Ơ, cái ô của anh nó sao? Em giúp anh tí. Mất ổ. Câu xong phải xả ngay không là dễ mất ổ lắm. Ok, cảm ơn em nhé. Hãy gọi Huyền ơi. Rồi, cứ thả dây cho em. Thả dây thả hẳn ra. Nhưng mà giữ căng một chút. Đừng để lỏng, để lỏng nó bong. Mình đánh lưỡi không ngạnh. Thả hẳn đi, xong là kéo nhẹ nhàng vào. Cứ cho nó hết đà đi em ạ. Đấy, ổ Huyền quấn tư sáng đấy. Bong chục con. Ơi, anh được 5-6 con rồi. Nhưng bong được chục con. Vinh nào rồi, siêu chép Vinh rồi. Chuyển anh vô rồi à? Ấy được con nào chưa? Di được mấy con? Không, nhiều anh em dưới kia đánh rô nhiều mà. Cứ chắt chiêu em ơi. Ồ, anh ấy rất chậm. Ừ. Rồi phi à? Ờ, nước bên kia đông hơn thật. Ờ. Đừng căng quá em ạ. Căng quá là đứt đấy. Đấy, vừa nói xong. Okay. Anh em cũng chiều rồi. Nói chung hôm nay nay khai trương thì cũng một ngày cũng khá là thành công anh ạ. Hồ này thì có cả dâu phi, có cá chép, khoảng gần 2 tấn dâu phi, khoảng 2 tấn cá chép và 1 tấn chấm trắng. Thì buổi sáng nay dâu phi ăn rất mạnh anh ạ. Tuy nhiên chiều thì nó sẽ ăn chậm hơn. Và hôm nay thì chép lên lác đác nên tôi cũng không chuyển thành sang đánh chép. Ngày hôm nay thì ông đang chuẩn bị dọn đồ về. Nói chung hôm nay câu dâu phi cũng nói chung là cũng phê mà cũng cảm thấy là hơi buồn một tí. Hôm nay nay không hiểu sao bông đứt quá nhiều anh ạ. Rõ ràng là cá ăn nó mồm. Đấy thì anh em xem thành quả của tôi nhá. Đây, đánh bộ rô phi mới của Sa Bích đánh khai trương. Này thì khoảng tầm hơn 50 cân anh em ạ. Ngồi cũng gần nhau, cũng khá là đông. Mùa này thì anh em đánh rô phi nó sẽ ổn hơn vì thời tiết nó nắng. Còn chép ở hồ này rất nhiều chép anh em nhé, khoảng hơn 2 tấn cá chép. Nhưng mà chép thì thường trời nắng rất khó câu, nó ăn đắc đắc như thôi. Đánh rô phi. Ui, con cá. Ui, cá rồi to. Ui.
xem là bao nhiêu con đây nhỉ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con anh ạ. Ui dồi, rồ khá là to. Nó khoảng tầm 2 cân, 2 cân trở lên anh ạ. Nói chung hôm nay cũng khá là nắng, nhưng mà thời tiết nắng này thì anh em đánh rô phi thì tầm buổi sáng đến trưa nó ăn rất là mạnh nha. Đấy, chiều đầu chiều nó ăn một chút, nhưng mà sẽ có một cái giấc nữa khoảng tầm 5 giờ chiều, nếu không 7 giờ chiều. Đấy, tuy nhiên thì tôi cũng phải sắp xếp ra về. Đấy, đây là thành quả của tôi anh ạ. Nói chung là cũng khá là ổn. Đấy, quan trọng nhất là đồng chí đệ tử mới kìa anh em ạ. Hôm nay thì khéo lại còn kết quả bất ngờ hơn. Anh em cùng sang nhé. Ok. Câu cá đã mệt rồi anh ạ. Ôi được cá còn mệt nữa. Tình hình nào mà Khuyên Cầm? Cũng tạm ổn anh ạ. Tạm ổn à? Anh bao cá ra đây. Anh bao cá ra đây để đọ cá với em à? Anh anh đọ em thêm xem nào thì tình hình hôm nay câu rô phí nào. Góc này ngồi sát 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 nhau nhỉ? Em nghĩ là hơn anh rồi. Hơn anh nhỉ? Tốt. Hơn anh rồi. Đệ mà giỏi hơn thầy là em một lát. Là mừng rồi. Nào, anh xem kết quả hôm nay nè. Hôm nay bong được nhiều không? Này bong nhiều lắm. À, kinh phết nhỉ. Không biết giọng có bị thủng không? Thực sự nhất là hồ này rồi đấy nhỉ. À, bây giờ bị bê kiểu gì? Bây giờ là căng ấy nhỉ. Đó, không biết bê kiểu gì. Ai bảo câu nhiều chứ. Bây giờ chắc đấy, phải bảo thầy trò là còn giỏi hơn thầy rồi anh em ạ. Ui dồi, phải được mười mấy con. Ui dồi, nhiều hơn ganh. Khả năng nó được giải đấy. Nếu mà Huyền Cầm chắc cũng được giải cơ cấu trong 8, 10, 12, nhất chỉ 3 của hôm nay. Thiếu một con nữa đủ 15 con ạ. Dạ. Yeah. 14 con rồi. Vâng. 2, vâng. 4. Anh cho em xin một con để đủ 15 con. 14, 14. 14 mười mấy? 2, 4, 6, 8, 14. Ui dồi ôi. 14 rô phi. Mà hôm nay tầm khoảng 2 cân hơn 2 cân không ạ? Thôi, thế là ok lắm rồi. Nay em phải bong đến gần 20 con. Dạ. Yeah. Vâng. Mà hôm nay là buổi đầu tiên đi câu rô khai trương ấy nhỉ? Câu rô khai trương. Hôm nay thì chúng tôi dùng các sản phẩm của hương liệu Savic em nhé. Đây là bộ combo rô phi mới dành cho đánh những câu những hồ dịch vụ cá mới thả hay là những hồ khai trương. Hai anh em ngồi ở các nơi khác nhau nhưng mà thấy cũng khá là ok. Đấy, thì anh em có thể tham khảo bộ này nhé. Đối với những sản phẩm của hương liệu Savic thì được sản xuất bởi những nhà máy chế biến thức ăn cho người anh em ạ, nên chất lượng nguồn gốc cũng như là các về tiêu chuẩn chất lượng cũng khá là ok, được đảm bảo an toàn. Đấy, nên anh em cứ yên tâm sử dụng nhé. Tôi sẽ mang cá này về để ăn anh ạ. Nên anh em cứ yên tâm dùng sản phẩm này, anh em có thể kết hợp nhũ sữa với mình nhé. Ok. À, xin cảm ơn anh em. Ta đẹp mà. Tầm này là nắng lắm rồi, muốn về nhà thôi. Anh hôm nay biết câu rô gì em? Hôm nay em mà bắt được hết tất cả những cái con vào ổ của em là em xuất sắc luôn. Hôm nay gọi là biết được một tí. 10 điểm thì sẽ là khoảng 4 đến 5 điểm. Nói chung là đi một học ngày đàng học sàng khôn. Vâng. Mỗi cái nó có sẽ phải chắt tiêu từng cái kinh nghiệm đấy, và trải nghiệm, và cái này cần phải học hỏi rất là nhiều. Vâng ạ. Thôi cố gắng lần sau nhá. Vâng. Ok, xin chào anh em nhá. Vâng. Là thứ ba nhá. Ơi, chào anh em nhá. Hôm nào có dịp gặp lại. Em thất bại rồi. Hôm nào có dịp gặp nhá. Ok, xin chào anh em. Hẹn gặp các bác ở clip tiếp theo của môn vi sinh. Xin chào. Chả có cái gì kiếm ăn được mà không bị té máu cả. Đúng rồi. Chả có gì. Không được. Không phải, giải cả cuối. À, em lấy luôn cả đầu. Em cầm luôn cả đầu nhá. Đúng rồi, cả đầu của đội em đấy. Của đội Nguyên mà. Đây, cả đầu và giải ba. Giải ba. Đấy. Rồi, hai em nhìn đây. Rồi, hai em ba mới. Thấy không? Em đầu thì anh nuôi, lo gì? Alo. Hơi mệt quá. Thôi đi về thôi ông ơi, ông về đi để cho người ta ra đi, ăn nhờ cái.